Kính thưa quý vị, năm 2017 là một trong những năm mà nhiều thiên tai đã đến với thành phố San Jose. Vào cuối tháng 2 năm 2017, một cái cơn bão đã dồn dập đổ xuống và sau đó nước đã tràn xuống một trong những cái khu mà có rất nhiều người Việt chung sống ở đó. Và hàng ngàn người đã bị vào cảnh màn trời chiếu đất, trong đó có hàng cả trăm chiếc xe hơi của những người Mỹ gốc Việt, của những người Mễ, của những người dân bản xứ đã không có thể hoạt động được. Và trước tình cảnh đó, ông Hoàng Kiều cũng đã đến với thành phố San Jose và Little Sài Gòn TV chúng tôi cũng có mặt tại San Jose để gửi đến quý vị một cái phóng sự đặc biệt về trận lụt tại thành phố San Jose. Được chưa? Dạ, nhận được. Được rồi, rồi, nhận của được cái rồi. Cái hội gì đó. À, của dạ. Cái hội rồi, gửi về. Thì dạ. Bây giờ về đây, chưa có trường chiếu đồ gì hết, phải chưa? Dạ. Chưa có. Để từ từ. Dạ. Hiểu chưa? Từ dạ. Từ là tôi đã nói với ông thị trưởng dạ. Và nói với các cơ quan tổ chức. Dạ. Sẽ có giường, có chiếu, sẽ có tất cả. Dạ. Và ít nhất cũng có vài đôi đùa và vài dạ. Cái chén. Dạ. Và một cái nồi nấu cơm điện. Dạ. Nghe chưa? Dạ. Đó dạ. Là những cái mà chúng tôi sẽ đem để cho quý vị. Nghe dạ. Chưa? Dạ. Rồi thôi tạm thời như dạ. Vậy đi. Dạ. Rồi bây giờ chưa có giường. Rồi ngủ đâu? Ngủ dưới đất hả? Dạ không, bây giờ thì ngủ nhà bàn cho nhà cửa. À, nhà cửa như vậy đâu có cái gì rồi. Nữa rồi. Ok, dạ. Thôi thôi. Cứ tạm dạ. Thời ở nhà bàn dạ. Đi. Dạ. Rồi tôi đã nói chuyện với tên tổ chức. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Rồi tổ chức sẽ coi như là họ sẽ trong 2 tháng. Yeah. Là quý vị sẽ về lại nhà đây yeah. Ít nhất cũng có bộ bàn ghế, ít nhất cũng có cái giường nằm, phải yeah. Chưa yeah. Ít nhất có cái sofa yeah. Và cái đặc biệt là có cái tivi yeah. Có cái tủ lạnh yeah. Hiểu chưa yeah. Đó là những cái cần thiết yeah. Và nên cái nồi cơm điện xong yeah. Có mấy đứa đùa nữa, tặng mấy đứa yeah. Đùa tặng yeah. Mấy cái chén yeah. Hiểu chưa yeah. Phải chưa yeah. Có cần cái thớt nữa không? Mấy con dao xong. Bây giờ ở đây thì tôi cũng như là đại diện cho cái dãy cái khu này xin thành thật cảm ơn ông Hoàng Kiều và vâng, tất cả các quý đài vâng. Viên Thao rồi bà con trong các hội đây đến hên quá hôm nay về đây được gặp Hoàng Kiều phải không? Dạ. Người ở đâu? Người ở đâu? Dạ, người Huế. Người Huế á? Dạ. Tôi thì ở Quảng Trị. Dạ. Ok, rồi thôi. Dạ. Chúc bà nghe. Dạ, cảm ơn. Và bình tâm, coi như dạ. Tôi bảo đảm trong 2 tháng nữa là tất cả mọi việc là đều được tôi đã nói ông thị trưởng rồi, dạ. Hiểu chưa? Đó, thì họ rất thương. Dạ. Và cái số tiền này là tất nhiên là chỉ dành cho quý vị. Cái nhà nào? There's 5 million go to all your area. Mm-hmm. At least you have a few pair of chopsticks, you have a rice cooker, you have a TV, you have a bed, you have. Thưa quý vị, ông Hoàng Kiều đã trao đổi với ông thị trưởng của thành phố San Jose và ông cân nhắc đến tất cả những cái nhu cầu và ông đã muốn hy vọng số tiền 5 triệu của ông sẽ đến tất cả những nạn nhân lụt ở San Jose và hy vọng họ trở lại cuộc sống bình thường khi họ được trở về nhà để dọn dẹp căn nhà của họ. Và một buổi tiệc, một cái buổi lễ tuy không có lấy làm đông nhiều người nhưng đã nói lên cái tình thân ái của ông Hoàng Kiều đối với thành phố San Jose. No. You don't protect them. Và ông cũng mời gọi ông thị trưởng làm sao kêu gọi được tất cả những người thiện nguyện đến để giúp đỡ thành phố qua khỏi những cái cơn khó khăn vào cái lúc nước lũ tràn xuống thành phố. Some of the lady came to me, say I don't receive my check yet. I say, hey, the director here, you get it. You know, I call Ken Poo over and show that. I visit, I know. Kính thưa quý vị, đó là toàn cảnh khu vực sau khi nước đã rút ra khỏi cái khu vực bị ngập lụt. Even I myself, I don't have non-profit organization. How I can compete with the organization like Red Cross, Red Light, or Salvation Army, Red Light, all these people, right? And then, if you want to do that, you pitch in, the volunteer first. And I don't see any volunteer, right? But anyway. We'll get plenty, I think. Kính thưa quý vị, cho quý vị biết thành phố San Jose là một trong những thành phố có đông cư dân người Mỹ gốc Việt. Chúng ta đứng bên cạnh hình ảnh hôm nay thật đặc biệt, ông thị trưởng Sam, thị trưởng của thành phố San Jose, bên cạnh ông tỷ phú Hoàng Kiều và ông luật sư Tâm Nguyễn đại diện cho DH7, ông là nghị viên của thành phố San Jose. Và kính thưa quý vị, bên cạnh đó chúng tôi thấy rất nhiều nghị viên của các đơn vị khác của thành phố San Jose. Hôm nay một lần nữa người Việt chúng ta muốn nói lời cảm ơn với ông thị trưởng Sam. Một lần nữa, đây là một trong những cử chỉ cao đẹp của một trong những người thị trưởng sát cánh với cộng đồng người Việt chúng ta trong đoạn đường 41 năm định cư tại Hoa Kỳ.
Kính thưa quý vị, khởi đầu từ ông Lê Chiêu, một trong những thương gia tại thành phố San Jose. Ông đã thấy cái sự tàn phá của trận lụt và đã ông nhà Ý nói với ông tỷ phú Hoàng Kiều, một người bạn của ông, và ở đây thành phố cần sự giúp đỡ vì đây là một trong những thành phố có rất đông người Việt. Và bên cạnh với sự hợp tác đắc lực của ông thì trường xem hôm nay thì chúng tôi đã gửi đến quý vị tất cả những hình ảnh, và có thể nói hình như tất cả mọi người đều được nhận được sự giúp đỡ tức một cách rất tích cực của từ thành phố San Jose. Có được một cái video, ít nhất là một cái truyền hình, và ít nhất một bộ sofa, ít nhất một bộ bàn ghế và một ít nhất cái giường, và đặc biệt nhất là có cái nồi nấu cơm điện, mấy cái chén, mấy cái son, mấy cái dĩa và mấy cái đồ đũa. Nhưng phải có bao gạo nữa không? cái bao gạo là chuyện đương nhiên rồi. Và thành thử như vậy, tôi chỉ cảm ơn ông thị trưởng. Đó, I want to thank you very much. Mayor, I'm very grateful. Thank you very much. That's all I say, yes. By opening your heart, you've lifted the spirits of thousands of our residents, and I just wanted to say, come on. Tôi xin đại diện cho hàng ngàn người nạn nhân ở đây bày tỏ lòng cảm ơn của ông đối với nhân dân thành phố của chúng tôi. July 4, we celebrate. We'll celebrate. Everybody Make sure will be back everybody home. Back home. Yes. And then to give them a chance, and to the, all the volunteer people, and your staff, please, I foot the bill. That'll be a very they happy can day. Eat, they can eat the sashimi, otoro, Japan import, Kobe beef, I guarantee. And let it organize. And on behalf of the city in San Jose, District 7, and so many Vietnamese victims, we wish to extend our heartfelt thank you to you for your generosity. Và ông nghị viên Nguyễn Tâm của đơn vị 7 cũng đã bày tỏ và chia sẻ với ông tỷ phú Hoàng Kiều và ông thị trưởng Sam Chicago. Đại diện người Việt Nam trong thành phố San Jose, chúng tôi rất là chân thành cảm ơn ông Hoàng Kiều. Cái nghĩa cử hành động tốt đẹp của ông giúp cho người dân có sự niềm hy vọng, sự yên tâm, và cũng quan trọng nữa là giúp chúng tôi niềm hãnh diện là một người refugee, một người Việt Nam thành đạt đã trở về để thank you America, I'm so proud of you, thank you. Thank you. Okay. Kính thưa quý vị, vừa rồi là ông thị trưởng Sam đã ngỏ lời với tấm lòng tha thiết của tôi, và tôi xin đại diện cho thành phố San Jose là cảm ơn ngài cá nhân ông Hoàng Kiều và cảm ơn tất cả những ai đã giúp cho thành phố chúng tôi qua trận lụt ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và cách đây 3 tuần lễ thì một cái tai nạn lại đến với thành phố San Jose, một vụ hỏa hoạn đã lấy đi 3 tính mạng của người dân thành phố San Jose. Năm này tai bay hỏa gãy rất nhiều, vừa lục vừa xong, thì tới cái vụ mà murder. Thế thưa ông Hoàng Kiều, ông có dịp đi khắp nơi trên thế giới, thế tại sao ông gắn liền với thành phố San Jose nhiều như vậy? Sở dĩ tại sao gắn liền với thành phố San Jose nhiều như vậy là bởi vì Hoàng Kiều rất là vinh dự. Vinh dự ở cái chỗ là người Việt, người Mỹ gốc Việt. Và Hoàng Kiều là cái người đã lãnh đạo cái công ty và đã thành lập một công ty đứng hàng thứ tư trên toàn thế giới về cái vấn đề gọi là sáng tạo. Thế thì tại sao mình phải dính liền với cái San Jose? San Jose là một cái thành phố mà tất cả các nơi trên toàn thế giới đều phải được biết đến San Jose. Các công nhận cái điều đó. Thì vì cái lý do đó, thành thử Hoàng Kiều dù có đi đâu, dù có ở đâu, cái tâm hồn cũng như cái quả tim của Hoàng Kiều cũng ở lại với San Jose. Good afternoon, ladies. This afternoon, I'm so happy to come back here with all of you. The first thing I have to say, I want to thank America. I want to thank American people who permitted to come here, to live here. And then especially this afternoon, I want to thank all of you. Tôi muốn cảm ơn đến tất cả mọi người. Tôi muốn cảm ơn những ai đã đến đây để giúp cho nạn nhân của cái vụ hỏa hoạn này. Chúng ta không biết màu da, giới tính, và chúng ta không biết người giàu, người nghèo. Chúng ta đến đây để cùng nhau góp công, góp sức, xây dựng và giúp tất cả những nạn nhân của cái trận hỏa hoạn này
họ có một cái đời sống tốt đẹp trong tương lai hơn. Và kính thưa quý vị, sau đó thì ông Hoàng Kiều cũng trở lại thăm tất cả các nạn nhân lụt mà ông đã trao tặng 5 triệu đô la để xem lại tất cả những tình hình có gì thay đổi hay không. Ông gặp lại tất cả những người đã nhận cái số tiền và ông nhìn nhận rằng thành phố San Jose đã đóng góp một cách rất tích cực, giúp cho tất cả những người có một cái đời sống tương đối khả quan hơn. Mỗi người đều có lại chiếc xe do cái số tiền 3.000 đồng ông trao tặng cho mọi người. Rất nhiều đồ đạc đã được sắm lại. Và có thể nói rằng dù cái số tiền 5 triệu không đủ để lấy đi tất cả những cái mất mát của những người dân của thành phố San Jose, nhưng cũng là một cái nghĩa cử cao đẹp của một người Mỹ gốc Việt đến định cư với hai bàn tay trắng. Nhưng với cái sức cần cù làm việc của ông đã tỏ ra cho mọi người, đặc biệt là người sản xứ biết, người Việt Nam chúng ta với một cái trái tim và mỗi một cái sức sống mãnh liệt và luôn luôn nhớ đến nhau dù trong những cái cơn hoạn nạn nào. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề, và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.